Copa America 2024 tiếng còi khai cuộc. Dàn kỷ lục vĩ đại chờ Messi sô đổ tại Copa America. Top 5 ứng cử viên vua phá lưới Copa America 2024, Lionel Messi dẫn đầu. 5 thủ môn đáng xem nhất tại Copa America 2024. Thực hư vụ Ronaldinho gây sốc, chê bai tuyển Brazil thậm tệ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với những tin tức tổng hợp về giải Copa America 2024 của chúng tôi. Thưa quý vị, 5 ngày sau khi Euro 2024 khởi tranh tại Đức, bóng đá châu Mỹ cũng bước vào những ngày sôi động với Copa America ở Mỹ. Đây là giải đấu của khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, năm nay sự kiện tổ chức trên đất Mỹ với nhiều thay đổi. Vào lúc 7 giờ, ngày 21 tháng 6, Puma Cumpre, trái bóng chính thức của giải vô địch bóng đá Nam Mỹ, Copa America 2024, bắt đầu lan trên 14 sân vận động khắp nước Mỹ, đánh dấu gần một tháng tranh tài của 16 đội tuyển thuộc hai Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, CONCACAF. Đây cũng là lần thứ hai nước Mỹ đăng cai Copa America sau lần đầu tiên vào năm 2016 với tên gọi Copa America Centenario nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và giải đấu Copa America. Nếu so với giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024, các trận cầu tại Copa America 2024 có phần lặng lẽ hơn. Dù giải đấu có sự góp mặt của các tên tuổi lớn trên toàn châu Mỹ, mức độ cạnh tranh tại giải năm nay thậm chí còn tăng lên khi Copa America 2024 mở rộng thành phần tham dự. Theo đó, quy tụ 10 đội bóng thuộc CONMEBOL cùng với 6 đội bóng khách mời từ CONCACAF. Argentina hiện là nhà đương kim vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Brazil với tỷ số 1-0 trong trận chung kết của Copa America 2020. Albi Celeste chắc chắn sẽ vẫn là đội bóng nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại giải năm nay khi họ nỗ lực bảo vệ ngôi vương tại Nam Mỹ. Ngoài ra, ngôi sao của đội tuyển là Lionel Messi cũng đã xác định đây có thể sẽ là kỳ Copa America cuối cùng mà anh tham dự. Argentina và Uruguay là những đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần nâng cúp Copa America với cùng 15 lần đăng quang. Brazil đứng thứ 3 với 9 lần vô địch. Sau khi bước lên đỉnh vinh quang tại Copa America 2020, Albi Celeste cũng đã kịp tích lũy thêm bề dày thành tích với danh hiệu vô địch liên lục địa Finalissima 2022 và World Cup 2022. Trận khai mạc Copa America diễn ra tại sân Mercedes-Benz tại thành phố Atlanta giữa đương kim vô địch Argentina và đại diện của CONCACAF là Canada vào 7 giờ sáng 21 tháng 6. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra ở sân vận động Hard Rock tại thành phố Miami Gardens, bang Florida. Ngoài hai sân vận động này, nước chủ nhà Mỹ còn huy động 12 sân khác phục vụ cho giải đấu. MetLife là sân có sức chứa lớn nhất với 82.566 chỗ ngồi, trong khi sân nhỏ nhất là Children's Mercy Park ở Kansas với vỏn vẹn 18.467 chỗ ngồi. Tại Copa America 2024, các đội sẽ được chia làm 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng tứ kết. Các vòng knockout, tứ kết, bán kết và playoff tranh hạng 3 sẽ không có hiệp phụ và mọi trận hòa sẽ giải quyết thắng thua bằng đá luân lưu. Riêng trận chung kết, nếu hai đội hòa nhau trong 90 phút thì sẽ có thêm hiệp phụ. Copa America 2024 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Messi ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khả năng anh có mặt ở World Cup 2026 là một dấu hỏi lớn và siêu sao người Argentina đang nhắm đến rất nhiều kỷ lục. Cầu thủ dự nhiều kỳ Copa America nhất, Messi đã tham dự 6 kỳ Copa America trong sự nghiệp, bao gồm 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 và 2021. Thành tích này sánh ngang với cựu danh thủ người Chile Sergio Livingstone với cùng 7 lần tham dự vào các năm 1941, 1942, 1945, 1947, 1949 và 1953. Chỉ cần chơi một trận đấu bất kỳ tại Copa America 2024, Messi sẽ độc chiếm kỷ lục với 7 lần dự giải vô địch Nam Mỹ. Cầu thủ chơi nhiều trận nhất tại Copa America, Messi và Livingstone đang có cùng 34 lần thi đấu ở Copa America. Siêu sao sở hữu 8 quả bóng vàng sẽ sớm độc chiếm kỷ lục này. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Copa America. Đến nay, Messi đã ghi 13 bàn ở các kỳ Copa America, kém 4 bàn so với kỷ lục đang được nắm giữ bởi huyền thoại người đồng hương Roberto Menez và Jorginho Brazil. Xếp trên Messi vẫn còn hai người ghi 14 bàn đó là Paulo Guerrero Peru và Eduardo Vargas Chile và cả hai cầu thủ này vẫn đang thi đấu. Với phong độ hiện tại, Messi đủ khả năng xô đổ kỷ lục ghi bàn.
Tại giải đấu cách đây 3 năm, Messi có 4 pha lập công. Nếu tái lập được thành tích này ở kỳ Copa America năm nay, siêu sao đang khoác áo Inter Miami sẽ đi vào lịch sử. Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất. Với mỗi đường kiến tạo tại Copa America 2024, Messi đều sẽ tự phá kỷ lục. Hiện tại anh đang là chân truyền tốt nhất lịch sử giải đấu với 17 pha dọn cỗ cho đồng đội. Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một kỳ Copa America. Năm 2021, Messi đã thăng hoa với 5 đường kiến tạo, thành tích không cầu thủ nào có thể làm được trong lịch sử giải đấu. Màn trình diễn thăng hoa này giúp cho tuyển Argentina giải cơn khát Copa America sau 28 năm chờ đợi. Nhiều quả bóng vàng Copa America nhất. Trong sự nghiệp, Messi đã có 2 lần giành giải cầu thủ hay nhất ở Copa America 2015 và 2021. Trong lịch sử, không cầu thủ nào có nhiều lần được vinh danh hơn El Pulga. Tại Copa America 2024, Argentina nằm ở bảng A cùng Chile, Peru và Canada. Messi úp mở khả năng đây sẽ là lần cuối cùng anh dự giải vô địch Nam Mỹ. Trước đó, siêu sao sinh năm 1987 từng nhiều lần khẳng định bản thân đã hết mục tiêu phấn đấu. Giờ đây anh chỉ muốn tận hưởng thứ bóng đá yêu thích. Dù vậy, ban huấn luyện và đồng đội vẫn đang kêu gọi Messi tiếp tục cống hiến cho tuyển quốc gia, ít nhất cho đến World Cup 2026. Năm 2024, Copa America sẽ có sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia ngoài Nam Mỹ như Mỹ chủ nhà, Mexico, Canada, Jamaica, Panama hay Costa Rica. Ghi bàn chưa bao giờ là điều dễ dàng ở những giải đấu đòi hỏi thể lực cao như Copa America. Tuy nhiên, đây vẫn được kỳ vọng là sàn diễn để các chân sút như Messi, Darwin Núñez hay Vinicius thể hiện khả năng săn bàn. 1. Lionel Messi Argentina. Ứng cử viên số 1 cho danh hiệu chiếc giày vàng Copa America 2024, không ai khác ngoài Lionel Messi. Đây nhiều khả năng sẽ là lần cuối Messi tham dự Copa America. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Copa America 2024 cũng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của chân sút 36 tuổi. Vì vậy, chức vô địch và danh hiệu vua phá lưới sẽ là lời chào tạm biệt Copa America không thể trọn vẹn hơn đối với Messi. Tính đến nay, Lionel Messi ghi 13 bàn sau 34 lần ra sân ở Copa America. Không chỉ đóng góp bàn thắng, Messi còn thường xuyên lùi sâu xuống hàng tiền vệ và khơi dậy sự sáng tạo trong lối chơi của Argentina. Thậm chí, số kiến tạo ở Copa America 17 lần còn nhiều hơn số bàn thắng. 2. Vinicius Jr. Brazil. Thiếu vắng Neymar, Vinicius Jr. sẽ là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Brazil ở Copa America 2024. Không quá khi nói rằng, cơ hội vô địch của Seleção sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của tiền đạo 23 tuổi. Ở mùa giải 2023-2024, Vinicius thể hiện phong độ ấn tượng với 24 bàn thắng và 11 đường kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League và La Liga. 3. Lautaro Martinez Argentina. Bên cạnh Messi, một ngôi sao khác của Argentina là Lautaro Martinez cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới Copa America 2024. Chân sút 26 tuổi mới giành chức vô địch Serie A cùng với Inter Milan, đồng thời ẵm luôn giải thưởng chiếc giày vàng với 24 bàn thắng. Điểm mạnh của Lautaro chính là khả năng phá bẫy việt vị, chạy chỗ và chọn vị trí thông minh. Ngoài ra, anh cũng sở hữu khả năng đánh đầu tốt. Vì vậy, Lautaro Martinez có thể là mục tiêu hàng đầu cho những đường tạt bóng của Lionel Messi và vòng cống ở Copa America 2024 tới. 4. Julian Alvarez Argentina. Julian Alvarez là cầu thủ đặc biệt đa năng. Ngoài tiền đạo cắm, anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo cánh. Alvarez là một trong những ngôi sao thi đấu hiệu quả nhất của Argentina ở World Cup 2022 khi ghi 4 bàn thắng. Bên cạnh đó, trong màu áo Man City mùa giải 2023-2024, Alvarez chứng minh bản thân là cầu thủ toàn diện với 19 bàn thắng và 13 pha kiến tạo sau 54 lần ra sân trên mọi mặt trận. 5. Darwin Núñez Uruguay. Kể từ khi cập bến Liverpool vào mùa hè 2022, Darwin Núñez vẫn chưa được công nhận hoàn toàn và thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, ở đội tuyển Uruguay là câu chuyện hoàn toàn khác khi Núñez là một trong những ngôi sao không thể thay thế. Trong bối cảnh Cavani đã từ giã đội tuyển quốc gia và Suarez qua thời đỉnh cao, thì Darwin Núñez sẽ đóng vai trò chủ công của Uruguay ở Copa America 2024. Các thủ môn trong quá khứ và hiện tại đã nỗ lực hết sức để cứu thua cho đội tuyển của mình ở mỗi giải đấu. Và Copa America 2024 sẽ tiếp tục là một giải đấu đáng được chờ đợi về những pha bay người đẹp mắt. Thật dễ dàng để khen ngợi các tiền đạo và tiền vệ khi họ tỏa sáng, nhưng mỗi đội đều cần 11 cầu thủ chơi ổn định nếu muốn giành chiến thắng, bao gồm cả thủ môn. Dù là phát triển các đợt tấn công từ tuyến sau hay thực hiện một pha cứu thua gần như không tưởng của Emiliano Martinez đã làm trong trận chung kết World Cup 2022 với Pháp, các thủ môn đều có khả năng thay đổi kết quả trận đấu chỉ bằng một pha xử lý.
Dưới đây là 5 người gác đền đáng xem nhất tại Copa America 2024. Matt Turner, Mỹ. Mặc dù Matt Turner đã có một vài những màn trình diễn không ổn định gần đây cho đội tuyển xứ cờ hoa, nhưng thủ môn của Nottingham Forest vẫn là một trong những người gác đền có đẳng cấp nhất khi bước vào giải đấu trên sân nhà. Camilo Vargas, Colombia. Khi David Ospina không còn trên đỉnh cao phong độ, Camilo Vargas đang đứng trước tình thế thuận lợi để đảm nhận vị trí xuất phát cho đội tuyển Colombia. Anh có thể không phải là một trong những cái tên nổi bật, nhưng thủ môn của Atlas vẫn là một trong những chốt chặn vững chắc của Los Cafeteros. Sergio Rochez, Uruguay. Một thủ môn từng bị đánh giá thấp khác ở Copa America 2024 đã lọt vào top 5 là Sergio Rochez của Uruguay. Mặc dù vẫn chưa đạt được cột mốc 20 lần ra sân cho Uruguay, nhưng anh chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá để mang về giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải đấu khi đã là số 1 của La Cedate trong vài năm qua. 2. Emiliano Martinez, Argentina. Martinez đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu với Aston Villa ở Premier League và Argentina trên đấu trường quốc tế. Anh có thể lặp lại một pha cứu thua phút cuối khác giống như đã làm trong trận chung kết World Cup 2022 khi các giải đấu quốc tế luôn rất khó đoán định trước kết quả. Số 1. Alisson, Brazil. Đơn giản là Alisson của tuyển Brazil có quá nhiều lợi thế để đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này. Chốt chặn của Liverpool cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp giống như Martinez, và anh còn có thể không có quá nhiều việc phải làm nhờ những hậu vệ xuất sắc như Elder, Militao và Marquinhos. Tuy nhiên, nếu đối phương đe dọa không thành, các fan của Selecao có thể tin rằng Alisson sẵn sàng cản phá. Trước đó, trên trang cá nhân, Ronaldinho bất ngờ lên tiếng chê bai tuyển Brazil thậm tệ và tuyên bố anh sẽ không xem Selecao tại Copa America 2024 sắp tới. Tuy nhiên, chính Ronaldinho đã đính chính, cho biết đây không phải quan điểm của anh. Ronaldinho gây sốc khi sử dụng trang Instagram cá nhân chê bai thậm tệ đội tuyển Brazil. Huyền thoại Barcelona viết, đây là thời điểm đáng buồn với những ai yêu mến bóng đá Brazil. Thật khó để tìm lại động lực xem Brazil thi đấu. Đây có lẽ là một trong những đội tệ nhất của Brazil trong những năm gần đây. Không có thủ lĩnh và chỉ có những cầu thủ tầm trung. Tôi đã xem bóng đá từ khi còn rất nhỏ, từ trước khi tôi nghĩ đến việc trở thành cầu thủ, và tôi chưa bao giờ thấy tình huống nào tồi tệ như thế này. Các cầu thủ thiếu tình yêu với màu cờ sắc áo, thiếu quyết tâm và tệ nhất, thiếu luôn cả tình yêu với trái bóng tròn. Tôi nhắc lại, màn trình diễn của chúng tôi là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Thật đáng xấu hổ, vì vậy tôi tuyên bố từ bỏ từ đây. Tôi sẽ không xem bất cứ trận đấu nào tại Copa America nào, cũng như không ăn mừng bất cứ chiến thắng nào của Brazil. Bài đăng của Ronaldinho gây tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng đá Brazil. Ngôi sao Barcelona, Rafinha là cầu thủ đầu tiên lên tiếng phản bác Ronaldinho. Anh cho biết Ronaldinho thậm chí vừa nhắn tin cho Vinicius để xin vé xem Brazil tại Copa America 2024. Đến sáng ngày 16 tháng 6, Ronaldinho đã đăng tải một bài viết khác nhằm đính chính. Huyền thoại này cho biết những gì anh nói trước đó là bình luận của một người hâm mộ Brazil trên mạng. Ronaldinho khẳng định, tôi không bao giờ từ bỏ bóng đá Brazil. Tôi cũng không bao giờ nói những gì các bạn đã nghe thấy. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.